Chuyển sang một số thông tin về công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị, theo đánh giá của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, dự báo thời gian tới tình hình dịch bệnh sẽ vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy cần phải kiểm soát rủi ro, giảm ca mắc cộng đồng, ca chuyển nặng và giảm tối đa ca tử vong. Theo đó, để ngăn chặn ca lây nhiễm cần tuyệt đối không lơ là chủ quan, bám sát tình hình, sớm phát hiện khi các chủng mới xâm nhập vào Việt Nam, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch, tăng cường xét nghiệm tầm soát với đối tượng địa bàn có nguy cơ cao. Đặc biệt, chú ý công tác phòng chống dịch tại các đô thị lớn, khu công nghiệp đông người. Để giảm số ca chuyển nặng thì yêu cầu cốt lõi là bảo đảm người dân được tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Còn trong công tác phòng chống dịch nói chung thì vấn đề vaccine là yếu tố cốt lõi, chiến lược, quyết định cả trước mắt và dài hạn.